Vậy thì bây giờ đối với các cái bài toán chứa mạch điện, chứa với dòng điện không đổi này, thì phương pháp tổng quát được giải là gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ có phương pháp, đó là chúng ta sẽ viết được các quy trình mạch với đoạn mạch và nút mạch. Đây, đối với một đoạn mạch AB thì cái phương trình cho đoạn mạch AB này là phương trình điện áp UAB thì sẽ bằng U trên R1 cộng U trên R2, mà U trên R1 thì bằng I nhân với R1, U trên R2 thì bằng I nhân R2. Bởi vì ở đây I qua R1 và R2 đều bằng nhau. Đây là phương trình điện áp trên đoạn mạch AB. Nếu mà trong đề bài mà cái mạch này nó song song thì sao? Đây R1 song song R2. Thì đây nó bao gồm hai đoạn mạch, đoạn trên qua R1, đoạn dưới qua R2. Đây AR1B, AR2B. Thì chúng ta sẽ viết được phương trình điện áp cho hai đoạn mạch này. Thì mình có UAB ở đây sẽ bằng I1 nhân R1, thì I1 R1. Còn UAB ở dưới này thì bằng I2 R2. Vì đây có hai đoạn mạch thì chúng ta biết được hai quy trình mạch thế này. Nhưng mà trong trường hợp có mạch điện hỗn hợp thì sao? Thì đây chúng ta sẽ thấy có hai con đường đi được từ A đến B. Đây đoạn AMB và AM bỏ xuống dưới qua R3 đến B. Vậy thì tương ứng với hai con đường này thì chúng ta sẽ thiết lập được hai quy trình đối với mạch. Đối với đoạn mạch phía trên, khi A đi qua M sẽ đến cái R2 của B. Chúng ta sẽ có đoạn mạch này UAB sẽ bằng I1 R1 cộng với I2 R2. Và cho đoạn mạch phía dưới thì chúng ta sẽ có UAB ở đây thì sẽ bằng I1 R1 và cộng với I3 R3. Bây giờ chúng ta có hai quy trình rồi. Quy trình trên thì có ẩn I1 I2, quy trình dưới có ẩn I1 I3. Ở đây là R thì để cho. Bây giờ thì mới có hai quy trình thôi, còn cái quy trình cuối cùng thì chúng ta sẽ viết cho cái nút mạch, để nút M này. Thế I1 đi vào, để đi ra thì I2 và I3, thì chúng ta sẽ có I1 lúc này bằng I2 cộng với I3. Thì đây thì mình có ba quy trình ba ẩn và chúng ta giải quy trình để chúng ta tìm được kết quả. Và đến chỗ này thì xảy ra một cái vấn đề, đó là nếu vào một cái mạch điện vô cùng phức tạp, một cái mạch điện bất kỳ như này, khi mà nối ra hai điểm bất kỳ đó thì trong cái mạch đó thì chúng ta sẽ được thu được một hoặc nhiều đoạn mạch đây. Rồi có những đoạn ở đây thì nó sẽ chạy theo một chiều, những đoạn thì nó lại rẽ nhánh, nó lại chạy theo nhiều chiều đảo nhau thì sao? Bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Đây là một đoạn mạch gồm ba điện trở R1, R2 này, R3 này. Ở đây thì gồm các nhánh rẽ, chúng ta có thể quan sát thấy. Đi từ đây sang đây là I1, nhưng mà đi từ đây lại đi lên là I2. Đoạn này I3 là đi sang đây. Vậy thì để viết quy trình cho cái đoạn AB này thì mình sẽ viết như thế nào? Thì ở trong trường hợp này, những cái trường hợp mà đối với đoạn mạch như này thì chúng ta sẽ chọn cái chiều dương. Ví dụ đây chúng ta chọn cái đường cong cong này này là chiều dương. Và cái dòng điện mà thầy đưa ra để thay thế ở đây là dòng I. Đây cái dòng I này.
thì ở đây chúng ta sẽ có UAB lúc này thì sẽ bằng Y nhân với R1 cộng với R2 cộng với R3. Đây mình quy nó một cái dòng điện Y bất kỳ đi qua cái đoạn này. Đến đây thì bắt đầu chúng ta tiến hành thay thế này. Y ở đây thì đối với R1 là Y1. Nhưng ở cái R2 ấy, dòng dòng Y2 đi ngược lại. Vậy thì ở đây sẽ là trừ Y2. Còn dòng qua R3 ở đây là Y3 thì nó cùng chiều rồi nên chúng ta để nguyên dấu dương. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ rút ra được ở đây sẽ là Y1 R1 trừ đi Y2 R2 và cộng với Y3 R3. Ở đây cái dấu trừ này thể hiện là cái dòng Y2 nó đi ngược chiều. Ví dụ trong mạch điện cụ thể nhé, đây một cái mạch cụ thể này. Đặt điện áp này AB và cái dòng điện thì bây giờ nó đi theo rất nhiều hướng. Đây có thể sang bên này, hoặc là sang bên này đây. Ở đây thì chúng ta thấy là AB này có 4 đoạn này, một đoạn ở phía trên này, hai đoạn ở dưới này, ba đoạn vòng ở đây. Đây ba đoạn này độc lập. Một đoạn thứ tư là đoạn này, nhưng mà đây nó không độc lập nữa. Bởi vì đoạn này thứ tư nó chứa cái ba cái điện sở nó phụ thuộc vào ba đoạn này trên. Nên chúng ta chỉ lập được ba công trình từ cái này thôi. Đầu tiên là thầy chọn đoạn mạch A, M, N, B nhé. A, M, N, B này. Đây thế là chúng ta thấy là nó đi rất xuôi. Chúng ta sẽ có ở đây là Y1, R1 cộng với Y5, R5 cộng với Y4, R4. Mình chọn chiều xuôi như thế này. Nếu mà chúng ta chọn theo chiều A, N, M, B đây. A, N, M, B. Thì đoạn này xuôi như đoạn này ngược. Đến đoạn này xuôi. Thì chúng ta sẽ có ở đây là Y3, R3 trừ đi Y5 R5 và cộng với Y2 R2. Và từ đây thì chúng ta sẽ thiết lập được các phương trình. Và ở cái hình này thì sẽ tí nữa là áp dụng vào trong cái ví dụ số 2 thì chúng ta sẽ vận dụng. Bây giờ chúng ta làm hai nốt hai ví dụ này.